Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong những năm qua thì Tổng cục Hải quan đã tích cực nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh không khoan nhượng, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Để đạt được những thành tích cao trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan đã phải vượt qua những khó khăn cả về mặt chủ quan và khách quan. Góp phần vào những kết quả tích cực của Tổng cục Hải quan trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, không thể không nhắc đến Cục Hải quan Long An, được xem là tỉnh có đường biên giới dài, với tuyến biên giới có địa hình bằng phẳng, diện tích rộng, tiếp giáp hai bên cánh gà các cửa khẩu đường bộ, có nhiều lối mòn sông rạch, nên rất thuận lợi cho các đối tượng buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới bằng nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi. Vậy thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Long An đã có những nỗ lực ra sao trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, cũng như là phải vượt qua những khó khăn gì để góp phần vào công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của toàn ngành? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Hải quan Long An đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Theo thống kê của Cục Hải quan Long An, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại từ năm 2015 đến năm 2017 đã giảm dần. Năm 2015 có 13 vụ buôn lậu và 174 vụ gian lận thương mại. Năm 2016 có 7 vụ buôn lậu và 162 vụ gian lận thương mại. Đến năm 2017 có 6 vụ buôn lậu và 206 vụ gian lận thương mại. Năm 2017, công tác kiểm tra xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định khai hải quan, khai thuế, chống buôn lậu qua biên giới được đội kiểm soát hải quan và các chi cục hải quan thực hiện hiệu quả tốt với tổng số 175 vụ. Số tiền phạt vi phạm hành chính thu được trong năm là 3,29 tỷ đồng, ấn định thuế 13,63 tỷ đồng. Đội kiểm soát hải quan và các chi cục hải quan cửa khẩu đã phát hiện và bắt giữ 6 vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trong đó có 3 vụ buôn lậu thuốc lá tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tịch thu trên 2.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 3 vụ vận chuyển tiền trái phép qua biên giới tại cửa khẩu Bình Hiệp và Mỹ Quý Tây với tang vật vi phạm là gần 359 triệu đồng. Ngoài ra, các lực lượng chống buôn lậu của Cục Hải quan Long An còn phối hợp với các lực lượng chức năng như công an, biên phòng bắt giữ một vụ vận chuyển phế liệu qua biên giới và một vụ buôn lậu thuốc lá. Tang vật bắt giữ gồm một tàu xà lan và trên 85.000 kg sắt thép phế liệu và 5.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu. Từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 năm 2018, ngày 25 đến ngày 30 Tết, do nhu cầu thị trường tăng nên hoạt động buôn lậu thời điểm này diễn ra tương đối phức tạp. Tính trung bình một ngày đêm có khoảng 150 đến 250 thùng thuốc lá nhập lậu qua biên giới. Từ ngày 16 tháng 2 đến thời điểm hiện tại, hoạt động buôn lậu qua biên giới của tỉnh diễn ra nhỏ lẻ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là thuốc lá điếu. Trung bình một ngày đêm có khoảng 60 đến 80 thùng thuốc lá nhập lậu qua biên giới. Với địa hình khu vực tiếp giáp hai bên cánh gà các cửa khẩu đường bộ, tuyến biên giới có địa hình rộng bằng phẳng, có nhiều lối mòn sông rạch, Long An luôn được xem là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trong những năm qua. Trước những diễn biến phức tạp trên địa bàn thời gian qua, thì cán bộ của Hải quan tỉnh Long An luôn nỗ lực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ghi nhận của phóng viên VITV tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp là một trong các cửa khẩu biên giới của tỉnh Long An. Nhờ sự quyết liệt trong công tác điều tra, bắt giữ và khai thác hiệu quả các nghiệp vụ cũng như được sự chỉ đạo quyết liệt của Cục Hải quan tỉnh Long An, thời gian qua, cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã có những kế hoạch cụ thể trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, qua đó đạt được những kết quả tích cực. Xác định công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại là công tác trọng tâm của ngành. Do đó, hàng năm thì đầu năm cục cũng đã có kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại cho từng năm và chỉ đạo đến các chi cục để là các chi cục thực hiện và căn cứ cái kế hoạch của cục thì chi cục cụ thể hóa ra thành các cái kế hoạch để chi cục thực hiện. Ngay từ đầu năm là lãnh đạo cục đã phòng tham mưu đã có những văn bản kế hoạch đã chỉ đạo về mảng công tác kiểm soát. Riêng đội kiểm soát cũng có ban hành kế hoạch để cho các bộ công chức đã thực hiện cho kế hoạch chỉ tiêu của tổng cục giao về kế hoạch kiểm soát chống lậu trong năm. Đặc biệt thời gian qua, để phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, lực lượng kiểm soát hải quan của cục thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát trong địa bàn, duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đối với lực lượng quản lý thị trường và hải quan trong thời gian vừa qua, thì theo đánh giá của bản thân của tôi thì đã thực hiện phối hợp rất là tốt. Chúng tôi đã phối hợp là cụ thể là trên hai cái lĩnh vực chính. Thứ nhất là trong công tác là cung cấp thông tin
cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin về các đường dây, ổ nhóm chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh, thì chúng tôi có phương án phối hợp để kiểm tra kiểm soát. Cái thứ hai là chúng tôi phối kết hợp trong công tác là kiểm tra và xử lý các trường hợp mà buôn lậu trên địa bàn của tỉnh từ khu vực biên giới và địa bàn nội địa. Thời gian qua thì giữa bộ đội biên phòng cửa khẩu Tế Hưng Hiệp và lực lượng hải quan cửa khẩu Tế Hưng Hiệp đã phối hợp tốt trong công tác kiểm tra kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tế Bình Hiệp và phối hợp tốt trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, đặc biệt là thường xuyên tuần tra kiểm soát tại khu vực cửa khẩu và tổ chức lực lượng ngăn chặn bên hai cánh gà cửa khẩu, đấu tranh có hiệu quả với xuất nhập cảnh trái phép và ngăn chặn buôn lậu. Ngoài phối hợp với các lực lượng chức năng như công an, biên phòng, thì đội kiểm soát của Hải quan Long An còn cố gắng tuyên truyền cho người dân không tham gia tiếp tay cho các đối tượng có hành vi buôn lậu. Bên cạnh đó, còn vận động người dân cung cấp nguồn tin phục vụ cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Qua đó đã phát hiện được những vụ việc và bắt giữ những đối tượng buôn lậu. Tác thu thập thông tin, công tác điều tra, chúng tôi đồng thời phối hợp với lại chính quyền địa phương đến vận động họ hợp tác với hải quan để vận động gia đình người thân không tham gia buôn lậu, đồng thời cung cấp nguồn tin để cho lực lượng kiểm soát hải quan tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm soát hải quan được tốt hơn. Không ai hơn hết là những người dân họ nắm rất rõ phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu cũng như phương thức là vận chuyển hàng hóa qua biên giới, gom hàng rồi sau đó về địa bàn thị xã Kiến Tường sẽ vận chuyển sâu vào trong nội địa. Tỉnh Long An có khu vực tiếp giáp hai bên cánh gà các cửa khẩu đường bộ tuyến biên giới, có địa hình rộng bằng phẳng, có nhiều lối mòn sông rạch, rất thuận tiện trong việc vận chuyển hàng lậu. Chính vì thế các lực lượng chuyên ngành phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tỉnh Long An, đặc biệt trong đó là lực lượng hải quan tỉnh Long An, quyết xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi buôn lậu và gian lận thương mại. Qua đó góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng thẩm lậu hàng hóa qua biên giới, nhất là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào nước ta. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Cục Hải quan tỉnh Long An đã giúp cho tình hình buôn lậu gian lận thương mại được kiểm soát. Song trên thực tế thì cán bộ hải quan của Long An cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại. Theo chia sẻ của cán bộ đội kiểm soát, những đối tượng buôn lậu có nhiều thủ đoạn tinh vi với trang thiết bị còn theo dõi lực lượng kiểm soát, nhiều công nghệ còn hiện đại hơn đội chống buôn lậu. Nói chung là nhìn chung đội kiểm soát là các tuyến biên giới thì hơn 130 cây số km tuyến biên giới, các cửa khẩu tuyến biên giới. Mà lực lượng kiểm soát thì chỉ có là tổng cộng là hết là 9 người. Trong đó là 8 công chức và một hợp đồng nghị định 68 là lái cano. Thì bởi vì với vấn đề thứ hai là khó khăn là thường xuyên cán bộ kiểm soát đối với đội kiểm soát là thường xuyên liên chuyển. Lực lượng mỏng cũng khiến cho công tác phối hợp với các lực lượng khác còn gặp nhiều hạn chế bởi đối tượng buôn lậu thường thay đổi địa điểm, phương thức hoạt động. Chính vì thế, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn còn chưa phát huy và duy trì tốt. Bên cạnh đó thì còn một tồn tại hạn chế là lực lượng của hải quan và lực lượng của đội biên phòng thực hiện từng cái nhiệm vụ của đơn vị và lực lượng hải quan trong thời gian qua thì cũng chưa đảm bảo cái quân số. Do đó công tác phối hợp thì tùy theo từng thời điểm cũng được chưa duy trì tốt. Đặc biệt từ tháng 11 năm 2017, được Tổng cục Hải quan cấp phép cửa hàng miễn thuế tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp được đi vào hoạt động. Tuy nhiên, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại đã lợi dụng chính sách của nhà nước mua hàng tại cửa hàng miễn thuế, đợi thời cơ thẩm lậu lại vào Việt Nam, khiến tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trở nên phức tạp hơn. Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp từ tháng 11 tháng 7 đến nay, xuất hiện cái cửa hàng miễn thuế đã được Tổng cục Hải quan cấp giấy phép thì hiện nay thì có một số đối tượng lợi dụng chính sách là bán hàng miễn thuế cho những người xuất cảnh đã có hộ chiếu, là làm thông thủ tục xuất cảnh được mua hàng và để sử dụng trong quá trình đi ra nước ngoài. Thì một số đối tượng lợi dụng để gom hàng đưa sang biên giới, chờ thời cơ có cơ hội thì sẽ đưa ngược trở lại Việt Nam qua các cái đường mòn lối mở rồi đi vòng qua khỏi địa bàn hoạt động của hải quan. Bên cạnh đó, hiện nay các đối tượng buôn lậu là người thường xuyên qua lại biên giới, cư dân nhàn rỗi không có việc làm. Những đối tượng đầu nậu thường lợi dụng thuê để vận chuyển hàng qua biên giới và hiện nay cửa khẩu còn chưa được quy hoạch riêng biệt,
nhà dân sống xung quanh cửa khẩu nên các đối tượng buôn lậu cũng thường xuyên lợi dụng để tuồn hàng vào nhà dân. Phạm vi địa bàn hoạt động hải quan ở gần biên giới giáp với biên giới Campuchia. Hiện nay khu vực ở Gốc Xoài thì hiện nay là nhà dân là rất đông, rồi là nhiều đường mòn lối mở, do đó mà một số đối tượng lợi dụng để mang giáp cũng như là vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thì gây khó khăn cho lực lượng kiểm soát. Khi mà tiến hành bắt giữ thì đối tượng dễ tuồn hàng vào các nhà dân ở khu vực biên giới. Với những thủ đoạn ngày càng tinh vi và liều lĩnh của những đối tượng buôn lậu, thời gian tới Cục Hải quan tỉnh Long An cho biết sẽ triển khai chỉ đạo của Chính phủ, bộ ngành và của tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Cục sẽ đẩy mạnh công tác dự báo, cảnh báo tình hình, xác định trọng điểm. Qua đó, đảm bảo kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý kịp thời, triệt để hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả. Với những khó khăn như vậy thì trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Long An sẽ vượt qua như thế nào và sẽ có những phương hướng kế hoạch ra sao để ngày càng nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại? Để trả lời cho những câu hỏi này, phóng viên VITV đã có cuộc trao đổi với ông Lê Nam Quốc, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn. Thưa ông có thể cho biết là thời gian qua thì Cục Hải quan Long An đã có những kế hoạch và phương hướng như thế nào trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại ạ? Về phía hải quan thì thực hiện nghiêm các cái chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 của tỉnh, rồi các cái văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về công tác chống buôn lậu. Hàng năm thì chúng tôi đều có cái kế hoạch chống buôn lậu hàng năm, rồi kế hoạch chống buôn lậu từng cái thời điểm, ví dụ như trước, trong và sau Tết Nguyên đán, rồi các kế hoạch chống buôn lậu đối với các cái mặt hàng, ví dụ như mặt hàng thuốc lá, rồi mặt hàng xăng dầu, rồi kiểm soát phòng chống ma túy, rồi phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, rồi hàng giả kém chất lượng. Nói chung là mỗi một mặt hàng vậy là gần như là có các kế hoạch riêng theo cái yêu cầu chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 cũng như cái chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Về phía hải quan cũng tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát, chỉ đạo cho các cái đơn vị thực hiện tốt cái công tác tuần tra kiểm soát trên cái địa bàn, chủ động thực hiện các cái biện pháp nghiệp vụ kiểm soát, thu thập rồi thông tin, rồi tuần tra kiểm soát, rồi nắm tình hình và chủ động thực hiện tốt cái công tác phối hợp với các ngành. Vậy từ những kế hoạch và phương hướng đó đã giúp ích như thế nào trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và những kết quả đạt được trong thời gian qua như thế nào? Cái địa bàn hoạt động của hải quan trong cái thời gian vừa qua là đảm bảo là không có những cái vụ buôn lậu và gian lận thương mại xảy ra mà đến mức mà phải xử lý cán bộ hay là có những cái cơ quan thông tin đại chúng rồi ta phản ảnh được Ủy ban tỉnh và các ngành cũng đánh giá là tốt trong cái địa bàn hoạt động của hải quan. Ủy ban nhân tỉnh thì cũng đã tặng 4 bằng khen, rồi các sở ngành thì cũng tặng nhiều cái giấy khen cho hải quan Long An trong cái công tác phối hợp. Công chức hải quan thì cũng không có phải bị xử lý vi phạm trong cái công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Vậy thưa ông, hiện nay thì Cục Hải quan Long An trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại còn gặp phải những khó khăn vướng mắc gì? Và theo ông, vì sao lại còn tồn tại những khó khăn vướng mắc ấy? Trước hết thì về quản lý địa bàn, hoạt động của hải quan ở nội địa thì nó tương đối rộng. Giờ làm sao? Nhất là những cái ngày lễ, Tết, rồi những cái giờ nghỉ. Đây là một trong những cái mà khó khăn của các ngành mà kể cả hải quan. Đây làm sao mà quản lý được hết sức là chặt chẽ, rồi giờ giấc đảm bảo, làm sao mà không để buôn lậu lợi dụng trong cái khoảng thời gian này. Một cái khó khăn nữa là về cái xử lý các cái trường hợp mà người ta vận chuyển tiền qua biên giới. Hải quan thì chủ yếu là phối hợp được với biên phòng, quản lý thị trường với công an. Tuy nhiên là mỗi một năm thì chúng ta phối hợp cái hiệu quả nó cũng chưa cao. Ở đây thì theo nhiều ngành phản ánh về phía hải quan thì nhận thấy là cũng có cái tình trạng là khi phối hợp vậy thì lại dễ bị lộ thông tin.
Vậy trong thời gian tới, Cục Hải quan Long An sẽ có những phương hướng và kế hoạch ra sao để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng đạt hiệu quả cao? Chúng ta phải tiếp tục làm tốt cái công tác tuyên truyền, phối hợp với các cái ngành cho nó tốt hơn, phối hợp các ngành cho nó tốt hơn trong cái thời gian sắp tới, và thực hiện nghiêm các cái kế hoạch. Khi mà ở Cục Hải quan Long An có các cái kế hoạch thì yêu cầu các cái chi cục và đội kiểm soát hải quan cũng phải có các cái kế hoạch làm sao cho nó phù hợp với cái tình hình thực tế tại cái đơn vị, gắn với cái địa bàn, làm sao mà các cái kế hoạch của mình nó phát huy được cái hiệu quả, tuyên truyền với người dân làm sao mà hạn chế tối đa cái việc buôn lậu, mà nhất là bị lôi kéo những người dân mà có công ăn việc làm rồi kinh tế là khó khăn. Chúng ta cũng phải thực hiện tốt cái việc chuyển đổi công chức làm công tác chống buôn lậu. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn. Cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tài chính thuế tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.